Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang đến xem kênh của Ngọc Ánh. Ngọc Ánh chia sẻ những cuộc sống Mỹ và những cách làm giàu tại Mỹ. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một đề tài đem 100.000 đô la qua Mỹ đầu tư bất động sản. Thế nào? Có nhiều bạn email hỏi mình là: bạn ơi, tôi có thể gom góp tiền của tôi được chừng 100.000 đô la để tôi một gia đình 3 người thì qua Mỹ đầu tư bất động sản, thế nào lúc bắt đầu để khỏi hụt hẫng? Để mình kể chuyện cho các bạn nghe. Một người bạn của mình, họ gom góp được cỡ chừng 100.000 đô, 110.000 đô cỡ đó, tại họ đã bán một trong những căn phòng trọ của họ tại Việt Nam. Cái nhà của họ thì họ cũng còn giữ đó, tại vì họ cũng chưa chắc là đầu tư ở Mỹ thành công, cho nên là cũng để ngôi nhà lại rồi sẽ tính sao. Bây giờ hai vợ chồng, hai đứa con đi qua Mỹ. Anh chồng thì 45 tuổi, người vợ cũng 40 tuổi. Hai đứa con, một đứa là 7 tuổi, một đứa là 10 tuổi. Thì được gia đình người anh bảo lãnh đi sang Mỹ ở Florida. Thì họ tới có tư vấn với mình, họ nói bây giờ anh đã đương kiếm được việc làm ở trong một cái hãng, thì lương là cỡ chừng trả xong hết cả tiền sức khỏe, tiền gì hết rồi, thì là anh có được, anh sẽ có được cỡ chừng 1.800. Chị thì chưa có đi làm, tại vì còn hai đứa con còn nhỏ, thành ra phải đưa nó đi học, phải đưa nó về phải chăm sóc. Chị chưa có lạ, chưa có, mới qua thì chưa có biết lái xe, chưa còn chưa có biết sao, thì là chị chưa có đi làm. Bây giờ thì mình hỏi, chị hỏi bây giờ 100.000 đó thì mình phải làm gì, anh phải làm gì để có thể là sống, có thể sống được. Thì mình nói bây giờ như vậy nè, 100.000 đô anh có thể mua được một dãy nhà cỡ chừng 400.000 đô. Tại mình không có muốn cho anh mượn tiền nhiều quá, tại nếu mà mượn tiền nhiều quá thì không còn tiền dư, tại phải trả nợ ngân hàng không còn tiền dư, thì làm sao mà để sinh sống trong gia đình, tại anh đem về có 1.800 là không có đủ sống, mà trong nhà chị chưa có đi làm. Giờ mình làm sao mà cho cái lợi nhuận đó mà đem tới cho đủ sống, mà cái tiền nặng nhất á, cho cái gia đình là tiền mướn nhà. Thì nó bây giờ anh mua được một dãy nhà 400.000, anh được mua dãy nhà được 4 căn là anh mượn 300.000, thì tính tới tính lui tính đủ hết rồi á, thì là hai gia đình anh sẽ ở một căn nó có 2 phòng ngủ, hai chồng ở trong cái căn đó thì là khỏi phải tốn tiền nhà. Còn 3 căn lại thì tính sổ ra thì là sau khi trả tiền nhà đó thì cũng còn dư lại được cỡ chừng 800 đô. Thì 800 đô cộng với tiền lương của anh á, thành ra là 2.600, thì cũng đắp đổi được. Trong khi chờ đợi chị kiếm việc làm, khi nào chị kiếm việc làm được thì là cái lương, thì là cái 800 dư đó là sẽ cộng thành tiền để dành để mà mai mốt đi mua nhà. Thì cái hay nó như vậy là hai chồng ở đó thì là không phải trả tiền thuê nhà nữa, bởi thành ra 1.800 nó mới là vừa đủ. Cái hay thứ hai là cái nhà, cái chỗ phòng trọ đó đó càng ngày nó càng lên giá. Thường thường phòng trọ đó là chừng 5 năm là nó lên gấp rưỡi. Nếu mà chọn đúng chỗ thì mình chọn cho ảnh một chỗ là gần biển. Gần biển thì
thì là có du khách tới thì ảnh làm, chỉ cho ảnh làm cách làm Airbnb, tức là ba căn phòng trọ đó lại á, thì nó là mỗi mỗi cái á, là nó có 2 phòng. Thì mình nói ảnh bây giờ cắt ra thành 1 phòng, để nó là 2 phòng ngủ 1 phòng tắm, bây giờ ảnh làm thêm 1 phòng tắm, ở trong đó sẽ là 2 phòng ngủ 2 phòng tắm, để cắt ra từng phòng để cho mướn Airbnb. Là mình chọn cho ảnh cái dùng mà mướn Airbnb, ảnh mướn Airbnb vậy là một đêm á, là cỡ chừng $100. Mình chỉ cho ảnh có nhiều cái công ty mà không phải chỉ một mình Airbnb không, còn nhiều công ty khác nữa, homestay rồi nhiều nhiều hơn. Mình chỉ cho anh nghe những website để anh, mình chỉ cho anh cách mà vô những cái mạng đó rồi đăng hình lên để mà kiểm tra được, thì nội trong cái 3 căn phòng đó đó là dư sức trả cho anh đủ hết cả thuế nguyên cả cái dãy đó. 2 năm rồi thì cái phòng trọ đó mua 400 ngàn, bây giờ người ta trả ảnh là 550 ngàn rồi, nó lên 150 bạn. Tại cái ở gần biển là không có đất để mà cất nữa, người ta mua để người ta sửa chữa cái đẹp rồi người ta làm Airbnb, người ta trả cho ảnh mà ảnh chưa bán. Mà ảnh giờ ảnh nói bây giờ thì từ từ ảnh sẽ, vợ ảnh bây giờ đã bắt đầu đi làm nail, con lớn rồi đi học rồi, thì nó có xe buýt mỗi sáng nó tới đứng xe buýt, xe buýt chở nó đi học. Lớn rồi tự xe buýt chở về, tự nó lớn rồi tự nó biết cầm chìa khóa về nhà, nó ở trong nhà rồi, thành ra cũng không có lo chuyện đó, không phải đi đưa đón nó nữa. Thằng lớn thì 13 tuổi rồi thì dắt thằng nhỏ đi ha, thằng nhỏ cũng lớn rồi, thì đó là anh ổn rồi. Thì nó cũng có chuyện đó, nếu mà mình có dư tiền mà mình đi mướn chỗ khác, đi lại mua nhà đẹp để mình ở thì mình hơi khó khăn. Còn nếu lúc đầu mà chịu khó thì cái nhà mà cái căn phòng mà trong căn phòng trọ mình, trong phòng trọ mà của ảnh thì cũng ở cũng đẹp. Đẹp hay không á là trong nhà mình trang trí. Mình muốn làm thảm mới, mình làm gạch mới, mình kéo mấy cái tủ mà trong nhà bếp á, mình giục nó cũ, mình giục nó đi, rồi mình ra Home Depot mình mua đâu bao nhiêu tiền đâu, có mấy trăm mà mua được mấy cái rồi, mấy trăm đô rồi. Rồi mình mua một cái miếng mà để giải cho đẹp bằng đá đẹp, mình để lên để thành ra cái nhà bếp sang trọng. Cái chuyện sửa chữa đó là không quan trọng. Bản này đúng nghề của ảnh, tại ảnh thích chuyện xây dựng. Thì bây giờ mình nói ảnh bây giờ chịu khó chờ chút đi. Khi nào mà người ta trả tới, nó lên giá tới chừng 600 ngàn á, thì mình sẽ chỉ cho ảnh cách lấy tiền ra mà đi mua thêm, mà không có bị mất. Cái diện phòng trọ mình, tức là bây giờ khi cái căn nhà của ảnh mà lên tới 600 ngàn á, thì mình sẽ chỉ cho ảnh cách dùng đòn bẩy tài chánh để ảnh mua. Mình nói ảnh là khoan đi mua nhà đi, tại bây giờ là anh có chỗ ở rồi, chờ đi, chờ 2-3 năm nữa cho anh ấy nhiều tiền rồi anh sẽ thủng thẳng anh đi lựa chỗ, anh mua nhà mà anh không phải trả tiền cọc nhiều, để cho cái tiền nhà nó nhẹ, anh không có nợ nhiều. Chứ bây giờ anh không có nợ gì hết bạn, anh chỉ có cái nợ cái dãy phòng trọ đi, mà tiền nó vô mỗi tháng rồi là anh chắc ăn, anh chỉ ngồi anh hốt thôi, phải săn sóc rồi mới ngồi anh hốt tiền, nhưng mà cũng phải săn sóc thôi. Thì cũng phải sơn sửa cửa, phải thay, rồi trong nhà mình phải mua đồ mới, tủ lạnh tủ điện mới mà nó có hư thì mình mua cái trang trí trong nhà. Tại ở Mỹ phòng trọ là phải cho người ta tủ lạnh nè, cho người ta bếp điện nè, cho người ta máy lạnh đó. Thì là ảnh chỉ đi làm về đó là ảnh coi săn sóc của ảnh thôi, mà ảnh khỏe. Thì nhiều khi mình nghĩ á, tại sao có nhiều đại gia qua đây mà phải đi làm nhà hàng, đầu tư bất động sản đi bạn, mua phòng trọ rồi mình làm chủ phòng trọ, từ từ mình làm chủ 20 căn, 30 căn, 40 căn là khỏi có cần muốn về hưu lúc nào cũng được. Về hưu là gì? Về hưu là mình không phải đi làm cho ai nữa hết, làm cho mình. Mình không muốn làm thì mình thuê người ta làm cho mình. Mình muốn không phải mỗi sáng thức dậy sớm để đi làm. Còn nếu mà về hưu mà khi mình chưa già đó, thì hưu mà ngồi ở nhà hoài á thì nó cũng chán đó. Từ từ nó sẽ già đi, con người mà không có hoạt động, không có lành cũng già đi.
đó là 100 ngàn thì bạn được bất động sản là đầu tư vậy cũng được. Còn nếu bạn có tiền, hai người cùng đi làm hết có tiền mình có nhà ở rồi còn 100 ngàn đó dư thì đi mua thêm, thì mua thêm được cái dãy phòng trọ. Thường thường là nó cho mình mượn từ 1/4. Khi mà cho đi mượn tiền phòng trọ thì là dễ dễ hơn là mượn tiền mua nhà. Mình sẽ giảng nghĩa cho bạn từ từ, vậy mình giải thích cho bạn nghe là cách đầu tư bất động sản làm sao mà để mình khỏi làm cho người ta. Có 100 ngàn là mình, nếu bạn có 100 ngàn một túi bạn không đi làm tao, mình đâu có đi làm cho ai đâu bạn. Giờ phòng trọ mình nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều quá còn đếm cũng sợ nữa. Anh xã mình là anh đi coi. Anh đi làm gì là anh đi coi mấy phòng trọ. Tại anh chưa đến tuổi về hưu. Anh không có về hưu sớm, tại về hưu sớm thì không có được, không có được hưởng tiền hưu. Mà anh công chuyện, anh là anh mê công chuyện lắm á. Anh làm chính phủ mê công chuyện, anh chưa muốn về hưu thì từ từ. Anh còn 3-4 năm nữa, để cảnh 3-4 năm nữa thì anh làm mình về hưu sớm. Anh đi làm gì, anh chăm sóc anh bạn mình làm gì, đó là một cách bạn 100 ngàn đô la đem qua Mỹ làm được gì. Hôm nay mình đã hé lộ bí mật cho bạn biết một chút xíu. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong cái clip sau. Mình sẽ chỉ dẫn thêm về cách đầu tư bất động sản ở Mỹ để được sống nhàn nhã. Chào bạn nha. Bye.